Hôm nay thì mình sẽ tạo ra một chiếc máy phun khói mini để phục vụ với chiếc xe tăng khổng lồ của mình đang được thực hiện. Trước khi bắt đầu mẫu thử nghiệm, mình cần cho các bạn biết nguyên lý hoạt động của một chiếc máy tạo khói nó như thế nào. Nguyên liệu quan trọng nhất là dung môi tạo khói. Bằng cách tung sôi dung môi này, khi nó nóng lên, bốc hơi thì sẽ tạo ra khói. Để làm nó nóng lên và bốc hơi, mình cần dùng nhiệt độ cao đun nóng nó. Cái đầu tiên mình nghĩ đến đó là đầu gia nhiệt của những chiếc máy in 3D. Nhiệt độ rất là cao, có thể đạt được lên đến 500 độ C. Mình cần thêm một ít dây đồng, máy bơm và các mạch điều khiển. Sau đây là mẫu thử nghiệm đầu tiên mà mình làm với nó. Trước khi bắt đầu những bước tiếp theo, mình cần biết đầu gia nhiệt của mình có hoạt động đúng như kế hoạch hay là không. Mình bắt đầu gia nhiệt cũng như là bơm luôn dung môi tạo khói vào bên trong. Thử nghiệm đầu tiên cho thấy nhiệt độ của máy in 3D có thể làm cho nó hoạt động và tạo ra được khói. Thời gian gia nhiệt từ 8 cho đến 10 phút sẽ cho kết quả tốt nhất và lượng khói nhiều nhất. Vậy nên mình cần phải kiểm soát được nhiệt độ và lưu lượng của máy bơm. Mình sẽ sử dụng hai mạch, một mạch để điều khiển nhiệt độ và một mạch để điều khiển động cơ để thực hiện việc này. Mặc dù mình đã tạo ra được khói nhưng vẫn chưa tốt, bộ phận gia nhiệt mất quá nhiều thời gian để làm nóng. Nhiệt độ không ổn định nếu cho quá nhiều dung môi đi qua cùng một lúc sẽ làm giảm nhiệt độ và thay vì phun ra khói thì nó lại phun ra nước. Với các vấn đề của bộ phận gia nhiệt, mình sẽ thay thế nó bằng mỏ hàn 24V. Thời gian làm nóng cũng khá là nhanh, nhiệt độ cao, dòng tiêu thụ thấp và tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn so với là đầu nung của máy in 3D. Với chiếc máy đo nhiệt độ duy nhất của mình, nó cũng phải báo lỗi vì nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ cao nhất mà được nhận được là hơn 580 độ C. Vì đây là một chiếc máy tạo khói dùng cho mô hình điều khiển để mô phỏng khói sinh ra từ động cơ nên sẽ có khác chút ít so với những chiếc máy tạo khói sử dụng cho hiệu ứng âm thanh ánh sáng. Nhưng mà về nguyên lý thì nó là như nhau. Sau khi nắm bắt được các thông số nhiệt độ và thời gian, mình sẽ bắt đầu làm vòng mẫu chính, mong là nó sẽ thành công.
Sau khi mình thay thế, tốc độ gia nhiệt các bạn có thể thấy được tăng lên rất là nhanh, chỉ mất khoảng 1 phút 30 giây để đạt được nhiệt độ cần thiết, nhanh hơn gấp 10 lần so với cái cũ là từ 8 cho đến 10 phút, rất là lâu nhưng mà nhiệt độ nó cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Mô hình này bạn chỉ cần thêm mạch điều khiển nhiệt độ để tránh cho đầu mỏ hàn quá nhiệt là hoàn chỉnh. Mình đã làm hỏng một đầu mỏ hàn do để quá lâu ở nhiệt độ cao. Trong video tiếp theo, mình sẽ cho các bạn thấy phiên bản phức tạp hơn dựa trên mô hình này cho chiếc xe tăng to nhất sớm của mình. Nhớ like và comment ý kiến của bạn về mô hình này. Mình cần thêm gì, bớt gì để nó tốt hơn. Còn đây là những video mới từ kênh của mình.